Rồi, bà cháu tôi hôm nay là đi cắt lá xong cho thím đây này cả nhà. Đó. Chào ông ba của chú đi. Chào ông ba của chú. À, hôm nay là ba cháu ra đây là xin một ít lá xả để cho thím xong đi cả nhà. Thì theo cái bài thuốc gia truyền của dân gian thì người để mà cứ xong lá xả rồi lá hương nhu rồi lá tre là rất là tốt cho sức khỏe. Đó lần này là mình sẽ cố cắt để cho con nó xong đấy ba lần. Đây là lá xả này. Mình xin lấy một ít này. Đây, quan đứng lên, quan đứng lên. Giống như một cái riêu này. Ờ. Người ta cắt này chỗ đây để người ta cắt cái nơi. Bà cắt nha. Ơi, con bị chỉ móng tay nhưng bà con không kêu. Ờ, đúng rồi. Cái lá xả này nó rất sắc. Quan đỡ xuống đây không có lá nó sẽ bị đứt tay. Bà cắt cái nơi thơm quá cả nhà. Thế là tí nữa mình lại đi cắt một ít lá tre về nhà bà ở trong làng là xin một nắm hương nhu nữa, thế là đun lên nó thơm như thế là cái vị thuộc bắc đấy các anh ạ, thơm lắm. Tí nữa ra cái bơ đằng kia để cắt cho em một nắm cái lá ấy nữa, một nắm lá gì nhỉ, lá xay đất. Ôi ôi thơm quá. Rất thơm, thôi thế nói thôi. Rồi mình còn đi cắt cái khác nữa. Đó, một nắm lá đây rồi. Đó, và ở đầu làng nhà mình là phong cảnh thật là tuyệt vời đây này cả nhà. Có cây xì đẹp lắm. Và đây là có những cái cây xay đất. Đó, bây giờ mình sẽ cắt để về đun cho cháu tắm thôi. Cắt lá xay đất. Ồ đó nhờ, có một cái rắn đấy. Có cái hoa màu vàng đẹp lắm đây này cả nhà. Đó. Đó, cây gì đấy? Cái cây này con có biết để làm gì không? Có. Làm gì nhỉ? Để tắm cho anh em bé. Ừ đúng rồi, thì con có biết tên gọi của nó không? Có. Cây gì nhỉ? Cây gì nhỉ? Cây gì nhỉ? Nó có tên gọi là thế nào con có nhớ không? Có. Ngày xưa con nhỏ ba cũng cứ cắt cái này để tắm đó. Đây gọi là cây xài đất. Cây xài đất. Đúng rồi, cây xài đất này là tắm nó sẽ hết những cái rôm sảy đấy. Bây giờ bà cắt về để cho em bé tắm đó. Chứ con nhớ, con nhớ chứ con tắm đây. Đúng rồi, lúc con bé con bé ba cũng đi cắt cái này để tắm cho con. Thì giờ đến em Vũ ta mình cũng tắm cái nơi này. Cầm cái nơi cho ba con. Yeah. Đấy. Cầm đấy, cầm đứng im đấy đi cho nó đẹp. Đứng ra đấy đi cho nó đẹp. Thế. Bác cho con cầm. Ừ, tí nữa ba lại cho con cầm nhá. Rồi, con cầm cho ba để ba lại cắt thêm. Đó, những cái cây thuốc ở ngoài đồng cả nhà mà lại sạch sẽ. Thế là cắt về là đun là tắm cho cháu, thích lắm. Sạch rôm sảy này. Đó, đây là bài thuốc dần dàn của các cụ truyền đạt lại đây. Rồi thì mình thì cứ cắt. Thôi thế thôi này. Nào. Đứng ra đây để ba cháu mình để làm cái TikTok. Đó. Cái đây cháu có kéo. Cả nhà ơi. Thế là mình chạy vào nhà bà, thế là có cái cây hương nhu. Thế là bây giờ là mình xin lấy một nắm về để đun cùng mấy lá xả, lá tre, lá đấy, cái lá đun lên cùng mấy lá xả thơm lắm cả nhà. Nó có mùi vị như thế là thuốc bắc, thơm lưng cả nhà. Trước ba ngoại à, đun rồi và ngoại bà thế, con đừng có làm thế mà thôi, nó hỏng cái lưới của ba đấy. Con ra bà. Ừ. Đó, này, cầm ra kìa. Đứng ở đây đi, để chút. Đứng ở đây đi, chút anh. Cháu đi vào nhà bà để xin lá hương nhu rồi, nhìn thấy con mèo là cháu thích quá đây. Đấy. Cháu thích mèo quá. Ba mày cất cho con đã thế sơ cái thôi, cho em sơ cái thôi. Đấy, đấy. Đấy, cho em sơ cái, em sơ cái. Em sơ cả, sơ nhẹ nhàng thôi. Không cắn đâu. Những đứa chúng ta quên, nó tình chờ đấy. Cháu thích quá, vâng, cho cháu xin. Cháu xin nhà ba ơi. Đi cháu đi về rồi. Thế là được. Cháu chào ba, vâng. Chào ba. Vâng. Ba
Chào cháu ông chưa? Đói cháu thế là cháu đủ lá tắm cho thím thì cả em bé đây rồi. Còn nhà hùng nhà binh. Và nha, đĩa đây. Sợ quá. Bây giờ là tôi sẽ đi cắt lá tre để về đi. Xong cung sợ quá. Ồ quá nhỉ. Cháu tôi đang sợ con chó con cả nhà. Cháu con em gì nó cắn, nó không nó có cắn đâu. Em gì có răng. Nó không có răng mà nó cũng không cắn. Nó yêu chi thế là nó đuổi chi thôi. Nghe chưa? Nó còn đấm cho nó. Nó còn đấm cho nó. Chó. Chó con hay không được trêu chị. Trêu chị mà chị sợ đó. Nhì. Chị sợ quá. Chạy quanh. Thôi thế thôi, làm phép mọi thứ tí. À, bố bước chân nó. Hả? Thế là lá sông đã có. Hai cháu đã sẵn sàng lên xe để đi về. Công, công. Buồn cười cái bé quá. Có một con mít nữa nó lại còn sợ. Hả? Nó nhỏ đấy mà. Ba cháu tôi đi cắt lá sông về, thế là cháu nội của mình lại đi ngược về ngoại chơi, thế là ba nhà đi ăn cỗ lấy phương ở bên nhà chị gái đây. À, đông chưa cả nhà? Rất là đông, cứ mỗi cháu là bế thôi là một đứa cháu rồi. 4-5 đứa cháu rồi nè cả nhà. Đông lắm. Câu phải mở nó không lên à? À mưa không lên gì? Đó, cậu cũng lên rồi nhưng mà mưa là một số mỡ là không đi. Các em bé là không đi cả nhà. Ôi dồi ôi, bữa cố lấy phương hôm nay là có 6 mâm. 6 mâm đây này. Ba, cú đạp, cú đạp. Vâng. Bữa cố hôm nay là có 6 mâm, 5 mâm ở ngoài và 1 mâm ở phía bên sông. Đó, đông quá. Ướt à, thế thì bỏ chiếu ra mà lau lại. Thiếu đũa thì lấy đũa vào. Ôi dồi ôi, hôm nay cá xanh. Giờ hôm nay cô đắt cơ vậy. À Tuyết. Cô làm à, thế cá này là nướng lấy hay là gì? Ôi dồi ôi, do anh nhỉ. Ôi đâu cũng được mà. Ôi dồi, 6 mầm cỗ cơ. Đông lắm. Các cháu trai đây mà. Như cậu này. Đông chưa? 2 mầm các cháu trai. Rồi thì các cậu, các em này. Đông vui lắm cả nhà, nhà mình nha. Bây giờ là nhà chị gái mình đông lắm. Vũ Long công chúa cộng với 5 rể nữa thế là. Rồi lại các cháu nữa thế là vì bố mà có biết gì là cứ phải 4-5 mâm mới đủ cả nhà. Đã đến giờ ăn cỗ rồi cả nhà ơi. Cỗ nhà mình hôm nay ngon quá này, có món nộm này, các cháu nó làm này khéo chưa. Đó, có món giá xào lòng gà. Đó, thịt nướng. Sần giò hun khói này, thịt gà này và có cá nướng. Ôi lại còn có cái món là xúc xích rồi thì thịt viên này, ngon quá. Ôi kêu đồ kêu cắt đi. Món là thịt bò xào gì đấy. Thịt bò xào rau bí. Ôi ngon quá. Ôi rồi các cháu thì ăn xúc xích à? Hai đứa ăn xúc xích à? Ôi rồi hai đứa ăn xúc xích. Ngon quá. Có rồi rồi ba ơi. Đây là món nộm này. Chắc đấy mình sẽ trộn cái gia vị vào.
ngon và hấp dẫn chưa? Đây là món lạc. Sột lên. Ăn đi. Đã đến giờ ăn cỗ rồi, mời cả nhà nha. Thế em có ăn không? Em ăn dưa à? Hả? Em ăn dưa à? Hôm trước ốm đi viện về à? Ừ. Ôi dồi, biết thế nào đi? Ồ. Ôi trời ơi. Út. Ăn miếng thịt nướng. Các cháu nướng xem nó có ngon không? Các cháu nướng khéo gớm, không có bị khô thịt nè. Thịt mềm béo ngon. Em giờ phải hạn chế ăn thịt dạ. Béo quá. Ăn lẩu. Giờ lên tận 61 gram rồi. Thì nhưng mà đi. Ơi trời ơi, ơi trời ơi, nó lôi của tôi. Đấy, nó lôi của tôi. Bắn chưa? Thì chị. Nó nghịch của ba đấy, nó nghịch của ba. Không nghịch máy quay của ba. Không nhìn thấy. Chị em đang ôn lại cái kỷ niệm ngày xưa các anh ạ. Nhớ mãi bà ngoại để là mẹ mình này. Cứ xuống chăm các cháu mãi đến tận là năm 82 đi đi xây dựng kinh tế nhỉ. Thế là đến lúc cùng ngoại khổ. Bây giờ có một anh con trai đi về đi đi với con chứ. Thế là bao trong đó là mót ở trong phòng bé. Thế là chị em cũng chả được nhìn thấy ba nhỉ. Mẹ của ba mà có đói mặt. Các cháu gọi là cu. Cu ngoại. Khổ thường lắm. Xuống nhỉ. Xay lúa ra gạo còn cứ mắc cái váy. Cái váy, cái bao xanh thắt nhỉ. Lúc ba bảo vệ là mới anh em các anh toàn mình chi hưởng giấu bao. Giấu bao không cho về, thế nhưng mà đến ngay về thì mẹ ba vẫn phải về. Cụ đấy cái là cụ ở dưới đây cụ lan thế. Mình không một đám. Nghị thường các đồng ý cái cụ nhưng mà chỉ là bà như cụ. Cụ đồng ý là 70. Bảy ba tuổi thì là đồng ý. Thì ba đồng ý là 70 ngày mới tuổi. Chả biết đến năm chết là bao nhiêu. Thường thật nhỉ. Thế là chúng mình cũng chả nhìn thấy mắt ba nhỉ. Bà thì quý các con các cháu mà lại hiền lành cả nhà ăn miếng à. Bên không đang ăn hộp. Có bên kia mà. Vô nó không đang ăn. Vô nó ở sân quê. Cháu đi chơi cho nên là. Là hai mẹ con nhà chị gái này, cháu này. Rồi kia là toàn những cái cháu con gái của rì của gia này cả nhà. Đây, mẹ chồng của già đây. Ông Lý đi làm chị ạ. Cỗ ngon quá cả nhà, ăn đã gần hết cả mâm cỗ rồi. Đó. Ăn gần hết cả mâm cỗ, đâu có bận. Không bế được nó mà ăn đấy cháu. Bế nó mà ăn nhá, kép nó mà ăn nhá, cỡ dơ đi. Không ai bế cho. Đó, cả nhà ăn uống. Bây giờ cũng đã no say, bây giờ là đến công tác dọn dẹp. Các cháu gái nhà ra như mình đông lắm, thế là bây giờ là các cháu đi dọn dẹp. Cứ mỗi người bế một đứa con đứa cháu lên đấy cả nhà. Nhà chị gái nhà mình đông lắm. Ngũ Long công chúa cơ, cho nên là bây giờ lấy chồng con có một cô út nữa là sắp cưới thôi. Chứ con là mỗi cô mấy đứa con rồi, có cô thì một đứa. Thế là bây giờ đến là cứ chất nha ra cả nhà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bộ phận là ra về rồi. Đấy, một bộ phận là ra về rồi. Đấy. Đó. Về à? Đi ơi, về à? Ừ. Chùa ta tí nữa là mới về. Ri đi đường này à? Ô hai xe giống nhau à? Ờ về nha. Ờ cứ đi thong thả thôi. Ờ. Có uống rượu không đi? Ý có uống rượu không đi? À thế à? Không có thì bảo bảo Linh nó mà xế. Ờ về nha. À, về rồi cả nhà ơi. Và cái lễ video của mình cũng đã dài thì xin kết thúc video đây cả nhà nha.